Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, khi anh em xem được cái clip này có nghĩa là con gái tôi đã chào đời và tôi đang ở trong bệnh viện. Clip này là một trong 5 cái clip mà tôi sản xuất trước. Để trong cái quá trình mà tôi đưa vợ tôi đi đẻ thì anh em vẫn sẽ có clip để xem anh em nhá. Và đây nó sẽ là clip thứ 3. Anh em cứ đếm đến clip thứ 5. Đấy, sau cái clip thứ 5 mà tôi quay trở lại anh em nhá. Ok. Thời điểm hiện tại thì có khá nhiều anh em là cũng mới xem kênh tôi. Đấy, có những cái câu hỏi đặt vấn đề liên quan đến cái việc là tôi đang chơi phiên bản giả lập gì. Thì tôi cũng xin trả lời anh em là đây nó không phải là cái phiên bản giả lập anh em nhá. Mà đây nó là cái phiên bản Auto Chess Mobile ở trên PC. Và tôi chơi trực tiếp ở trên PC luôn. Có cái bộ cài ở trên PC. Và chúng ta cài qua cái phiên bản Epic Game. Đấy, nếu mà anh em chưa biết thì anh em có thể lên trên Google, anh em ấn chữ Epic Game Auto Chess, nó sẽ ra cái kết quả đầu tiên. Sau đấy thì anh em download về, anh em cài Epic Game. Sau đó thì sau khi mà cài Epic Game xong thì anh em có thể vào trong Epic Game, anh em search Auto Chess Mobile. Đấy, thì anh em nó sẽ ra cái Auto Chess Mobile này để anh em cài vào. Cái phiên bản này thì có anh em đặt câu hỏi, có những cái câu hỏi phổ biến nhất, ví dụ như là chơi cái phiên bản này thì có chơi cùng với cả cái phiên bản điện thoại không? Thì tôi xin trả lời là có anh em nhá. Và cái phiên bản này nó chính là cái phiên bản ở trên điện thoại luôn. Những cái người chơi ở trên điện thoại sẽ ghép trận cùng với những cái người chơi ở những cái hệ khác, như là hệ PlayStation, hệ PC. Đấy, có thể ghép vào và chơi với nhau. Chứ nó không phải là những cái phiên bản tách rời nhau anh em nhá. Đấy, nó đều là có liên quan đến nhau hết. Và nó cũng cùng cái phiên bản luôn. Tức là anh em có update thì ở trên cái phiên bản PC ấy, nó cũng sẽ update theo. Đấy, nó sẽ cùng với cả phiên bản PlayStation. Và nó cũng sẽ cùng với cả phiên bản ở trên điện thoại di động anh em nhá. Được cái là chơi ở trên PC anh em cũng thấy đấy, nó rất là đẹp. Ánh sáng này, rồi thì các cái hiệu ứng đấy, hình ảnh, model 3D khá là rõ nét. Ok. Ủa, chỗ này tôi là có một cái hai tia rồi, nên là chúng ta ra được 3 Hunter kép luôn. Anh em ạ, tôi toàn đánh chuỗi thắng thôi, nên là tôi không bao giờ tôi giữ đồ. Tôi là tôi cứ có cái đồ gì là tôi lấy hết anh em ạ. Trong cái trường hợp cái trận đấu này thì nó có 3 con Hunter thì lấy 3 tia thôi. Lấy cái hai tia món đồ tím để có thể đánh chuỗi thắng. Đấy, còn trong trường hợp mà tôi có mấy cái con Goblin ấy, điển hình là cái con Heaven Bomber thì nó sẽ làm một cái Blink đầu game. Đấy, nhưng mà bây giờ là không có, nên là chúng ta ghép 3 tia đánh Hunter luôn anh em nhá. Anh em thấy cái phiên bản này nó đẹp hơn đúng không? Và nó cũng luột hơn. Đấy, cái tốc độ FPS ấy, trên dây ấy, thì đấy anh em thấy là nó dao động 100 FPS trên dây. Đấy, có những cái lúc mà nó lên tới 120, thậm chí là hơn. Tùy vào máy anh em cấu hình như nào. Đấy, rất là mượt, mượt hơn cái bản trên di động rất nhiều, vừa đẹp hơn vừa mượt hơn. Tất nhiên là sẽ có nhiều anh em sẽ tải cái bản này về và chơi ở trên máy của anh em thì anh em thấy là nó không đẹp bằng cái phiên bản mà tôi đang chơi. Mặc dù nó cùng cái phiên bản PC thì tôi cũng xin trả lời luôn là thứ nhất là cái máy của tôi thì tôi để full setting. Thứ hai là gì, là ở trong mỗi cái video nó đều có biên tập lại anh em nhá, đều có chỉnh lại những cái hình ảnh, những cái màu sắc, ánh sáng để làm thế nào cho nó rõ nét nhất, nó đẹp nhất để phục vụ các anh em. Chính vì thế nên là nó chắc chắn là của anh em ấy. Mặc dù là cùng phiên bản ở trên PC nhưng mà nó sẽ mờ hơn nhá anh em nhá, nó sẽ hơi mờ một chút. Và nó sẽ không sắc nét như cái bản điện thoại di động đâu, nó sẽ không sắc nét bằng đâu anh em nhá. Được cái là nếu mà so sánh về cái mặt thao tác của ba hệ máy ấy, thì cái PC này nó, nếu mà anh em chưa quen nhá, nếu mà anh em chưa quen với cái hệ máy điện thoại ấy, thì anh em chuyển sang PC này nó hơi khó thao tác một chút, kèm với một cái giao diện mà phải nói là hơi khó nhìn một chút. Đấy, nhưng mà anh em sẽ quen trong vòng một tuần. Nhưng mà tôi trước là tôi cũng là thay đổi cái phiên bản mà tôi làm quen, sau khoảng một tuần thì tôi làm quen được. Đấy, nhưng mà đến cái lúc mà anh em quen với cái giao diện này rồi ấy, quen với cả những cái hình ảnh và những cái thao tác gameplay, thì lúc đấy anh em sẽ thao tác rất nhanh, nó sẽ nhanh hơn cái phiên bản ở trên điện thoại di động đấy. Đấy, ok, đây trận này cũng có hai người chơi ở trên cái phiên bản PC này. Trận này tôi chơi cái gì nhỉ, chưa biết là chơi gì. Tạm thời thì cứ hai đỏ và ba Hunter này thì cũng mạnh, nói chung là cũng mạnh, cũng có thể chơi được giai đoạn đầu game.
Gorito à? Dominator ra. Nó chơi, chơi. chơi 9 ăn. À chơi không không. Chơi 9 sát thủ à? 9 assassin kẹp với cả súng à? Súng cò. Không anh em ạ. Từ từ đã, bình tĩnh. Chưa, cứ bình tĩnh anh em nhá. Anh em biết là cái bộ đấy tôi không có mua Greater đầu game đâu. Tôi sẽ phải là 6 Hunter. Anh em xem cái clip trước anh em cũng thấy nói rất rõ ràng rồi. Đúng không? Xây dựng là nó phải 6 Hunter đã, nhiều máu đã, nhiều chuỗi nhiều đã. Đấy, có chuỗi đã rồi tính. Cái bộ đấy là chắc chắn là nó sẽ phải là cướp điên. Đấy, chưa có cướp điên nha anh em nhá. Nên là cứ bình tĩnh, không có cướp điên ấy, đừng có cắm đầu cắm cổ vào chơi cái bộ này súng hố đấy anh em ạ. Kể cả chúng ta đang có những cái hai cái con súng như này nhưng mà chưa chắc đâu. Nhiều khi hai con súng lừa. Đấy, mà kể cả là lên được 2 sao thì cũng vẫn chưa có nó gọi là cái gì để chắc kèo được lên game cả. Khi mà không có trấn phái anh em nhá. Cứ trấn có trấn phái ấy, thì chơi, còn không có trấn phái thì cứ phải từ từ. Đánh theo tôi ấy, cứ anh em cứ xây dựng giống tôi. Heo thay sử Woodman ra này. Hai đỏ thôi. Anh em cứ xây dựng giống tôi, còn nếu mà anh em mà chưa xem cái clip xây dựng chuẩn bài ấy, thì anh em có thể đến cuối video nhá, tôi sẽ để ở trong cái phần cuối video để anh em thấy cái cách xây dựng chuẩn bài nhất. Cái cách xây dựng đấy không những là anh em có thể là chơi 9 assassin kẹp súng fake một cách hiệu quả, mà anh em kể cả anh em không chơi nhá, anh em không có trần phái ấy, anh em không chuyển sang là cái bộ đấy, anh em vẫn có thể chơi Greater. Đấy, mà anh em không chuyển sang Greater, anh em có thể chơi 9 Hunter nhá. Đấy, chơi nó rất là dễ để có thể xây dựng theo cái cách đấy. Còn nếu mà anh em chơi, em xác định ý, anh em chơi kiểu là anh em mua mấy cái bọn là Wizard ấy, xong anh em kích hệ ba con assassin này, Wizard này, và kẹp con súng, tức là ở level 7 đúng không? Xong anh em roll ngay từ đầu ấy, toàn ngay. Tôi nói thật với anh em, anh em nói chung ấy là cái bộ đấy ấy, là cũng không thể ở 7 được, mà phải chơi ở 8, tức là ở 8 kẹp thêm con gấu vào. Đấy, nhưng mà không dễ đâu anh em ạ, không dễ đâu. Chơi ấy, mà roll ấy, thứ nhất là phải roll ở súng 3, thứ hai là phải có trấn phái là ở round 25. Nó phải có một cái cướp điên thì cái bộ đấy mới gọi là chơi được ở giữa game. Đấy, giữa game thôi nhá, từ 25 trở đi đấy. Còn lên đến 30 31 nó còn phải nhiều những cái món đồ khác cơ, hút máu trừ giáp là cũng là phải có, búa sét. Đấy, nó có nhiều thứ lắm. Thì nếu mà giả sử nhưng mà không có cái trấn phái ở round 25 là cái cướp điên ấy, thì lúc đấy nếu mà anh em xây dựng theo cái quá trình, cái tiến trình xây dựng chuẩn của tôi ấy nhá, anh em có thể theo dõi cái tiến trình đấy. Nếu mà anh em chưa xem clip đấy, anh em có thể theo dõi ở cuối clip, tôi sẽ đặt cái video ở cuối clip. Thì nếu mà anh em tiến trình nó xây dựng chuẩn như thế thì anh em sẵn sàng là anh em không có chơi cái bộ đấy mà anh em chơi 9 Hunter cho tôi, thậm chí là 6 Hunter, 6 Egoship rất ok, không cần phải cướp điên. Đấy, chỉ cần 2 tia thôi là ok rồi. Đây rồi, cứ mua Hunter anh em nhá, bình tĩnh. Đủ Hunter thì 6 Hunter thì cho vào up 7 thôi. Up 7 sẽ là 6 Hunter kết hợp với cả hai đỏ. Cái bộ Hunter nó rất là dễ để có thể chơi có chuỗi ở giai đoạn đầu game. Mà khi mà có chuỗi chúng ta có tiền thì sau ấy, đến cái giai đoạn giữa với cả late game ấy, làm gì cũng được anh em ạ nhá. Đấy, tôi vẫn luôn để ở đây nó là 9 Hunter. Lúc đầu là cứ phải là như thế đã anh em ạ. Anh em cứ kéo vào cho tôi đủ 9 Hunter cho tôi. Còn thằng nào ấy nhở? Để xem nào. Chưa gặp cái thằng nào. Luka H chưa gặp à? Luka H thì yếu, nhưng mà cái thằng Clyde này thì nó mạnh quá. Clyde 6 Clyde rồi. Ở level 12, à ở round 12 tôi sẽ phải có 6 Hunter ở level 7. 6 Hunter kẹp 2 đỏ. 6 Hunter kẹp 2 đỏ kẹp 2 Exit thì ngon. Lúc đấy thì có thể là khả năng là vẫn đánh được. Nhà bộ 6 online mà nó có online bullet line 2 sao thì chắc là cũng không ăn được đâu. Ok. Bây giờ tôi còn thiếu ở đây là nó là thiếu một con nữa à? Thiếu một con Hunter, hai con Hunter nữa cơ. Thiếu hai con Hunter nữa cơ anh em ạ. Hunter là có rất nhiều đấy, nhưng mà trận này có vẻ như là nó không độ lắm. Thiếu hai con nữa, thiếu Skull Hunter với cả thiếu con rồng. Tôi là tôi múc hết vào rồi đấy, tôi múc cả nhện, tôi múc cả giải cá, tôi múc cả Tsunami vào mà nó không ra đấy. Đấy, chứ còn thực ra là tôi lấy hết Hunter đầu game mà để tôi chơi chuỗi thắng lúc đầu.
Thằng này ăn được không? Exit à? 3 3 Hunter 4 Exit. 3 Hunter 4 Exit. Được 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 được, tôi vẫn ăn được. Đấy, tôi kẹp được vào là cái con heo vào thế nó gọi thêm được một con. Coi như là tôi có 7 con. Ok, ui đây rồi anh em ơi, đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhưng mà nó lại không có skull, thế mới cay đấy. 6 Hunter vào đã này. Nhưng mà nó lại không có skull Hunter. Như này yếu hơn không nhỉ? Như này có khi yếu hơn đấy. Như này tôi cho con heo vào ngon hơn. Cho heo vào đi. Bây giờ sợ thằng Clyde thôi. Thằng Clyde sang là vẫn sợ lắm. Thằng Clyde này nó phải có con Skull Hunter vào kẹp vào hai đỏ cơ thì mới chơi được. Vứt cái con tôi sẽ vứt một trong hai con dài cá hoặc là con wing ra nó. Mặc dù bây giờ có chuỗi đấy nhưng mà chuỗi này thì không giữ được lâu đâu. Đội hình tương đối yếu. Khá mỏng. Đam là có nhưng mà trông cái hàng trên nó mỏng quá. Ủa, Velomaster cho hai con luôn. Velomaster mà ghép bố là cái chấm lan rồi. À cái bắn hai tia rồi. Không được. Nếu mà tôi ghép cái hút máu trừ giáp ấy hoặc là cái cướp liên ấy thì chắc chắn là tôi sẽ mua cái con này đấy. Mua cái con này để ví dụ như là chuyển sang Insect cũng là một cái lựa chọn. Đấy, chơi Hunter đầu game có rất nhiều lựa chọn nhá. Chơi chuyển được nhiều bộ lắm. Thậm chí là nếu mà anh em không biết thì mua 6 Hunter đầu game ấy, thậm chí là nó có thể chuyển sang là chơi Assassin hàng Ryu, 6 Assassin hàng Ryu luôn, kẹp cọc. Anh em biết kiểu đấy chưa? Hay lắm. Nói chung là chơi Hunter đầu game mà chuyển được rất nhiều bộ. Bộ Insect này, 9 Hunter này, 6 Hunter Exit này. Đấy, đây là chơi 9 Hunter này, nhìn giống lắm này. Đấy, ra đủ bộ này, 9 Hunter này, đúng không? Đủ, thiếu mỗi Skull Hunter là đủ 9 Hunter đâu. Ô, Skull Hunter đâu nhỉ? Không ra nhỉ? Được á. Chuyện này, thế này là bài là cho ra là giống 9 Hunter rồi. Được. Để xem là bây giờ mà cho con Skull Hunter là up lên 9 là phải đợi đến round khoảng round 21 mới up được lên 9. 21 lên 21 mới up được lên 9 anh em ạ. Bây giờ cái điều tôi cần nhất chỉ là cái con súng mà lên được 2 sao. Đợi hơi lâu ở đây anh em ạ. Cái con súng này nó ra rất sớm nhá, nhưng mà mãi nó không lên được 2 sao. Đấy, bây giờ vẫn đang phải đánh bằng co và nó thỏ. Bây giờ trận này đồ nó cũng chưa được đẹp cho lắm. Đấy, chưa đẹp cho lắm. Nhưng mà chơi Hunter thì vẫn có thể chơi được. Ui dồi ôi anh em ơi, đam mê rồi. Đố anh em biết là tôi đang nghĩ cái gì ở trong đầu đấy. Anh em nào mà xem tôi nhiều là anh em biết. Ui dã man quá anh em ạ. Từ từ đã. Như này là được đấy. Anh em hiểu tại sao không? Chân phái có rồi. Đấy, chân phái chúng ta có rồi. Chấn phái nó là cái gì? Cái hai tia. Đấy, có rồi. Không có cấp điên, có hai tia chấn phái của các con khác. Đấy, cấp điên thì chấn phái của Assassin đúng không? Chấn phái của 9 xin súng. Đấy, nhưng mà nếu mà không có chấn phái của cái bộ này thì chúng ta lại có một cái chấn phái của cái bộ khác. Đấy chính là 9 Hunter kẹp. Kẹp gì nhỉ anh em nhỉ? Cho anh em trả lời dưới comment, tôi không nói. Đấy, cho những ông nào mà chưa xem tôi hoặc là xem tôi lần đầu đoán cho nó vui. Đấy, còn anh em nào mà xem nhiều thì anh em biết ngay. Tầm này anh em nhìn biết ngay nhỉ. Rồi. Được đấy. Có chấn phái là được. Không có vấn đề anh em ơi. Chúng ta chỉ cần món đồ chấn phái thôi. Line up vào theo chấn phái anh em nhá. Ui đây cướp điên này, cướp điên này. Có cướp điên không? Ui không có. Không sao. Không có cướp điên thì chúng ta có cái khác. Tí xin cái que ghép vào cũng được. Cái gậy gai là được rồi. Rồi lên 8 cái đã. Giữ chuối cái đã anh em ạ. Hai bit vào. Tôi lại tưởng là có cái cướp điên thì sẵn sàng quay xe luôn. Thôi được rồi, cái tầm này là cũng được rồi. 6 Hunter kẹp với cả hai bit. Giữ chuối anh em ạ.
chưa gặp cái thằng đang có chuỗi đúng không? Thằng có chuỗi của Bloodline 2 sao. Gặp Shang mất chuỗi. Hơi khó. Đồ này chưa chốt được anh em ạ. Vấn đề là mấy cái đồ này bây giờ chưa dám chốt ấy. Tôi rất muốn là có một cái BKB và một cái cấm đánh. Đấy mà chốt thì từ từ đã nha anh em nhá. Đấy là chưa kể là tôi còn cần một cái gì, cần một cái giáp băng. Cũng cần luôn. Nó cần nhiều thứ. Nha, từ từ đã. Ủa ôi, gặp cái thằng có chuỗi này. Nhưng mà cái thằng này live blitz live 2 tia. Thôi chết rồi, mất chuỗi cho cái thằng này thì họa lắm anh em ạ. Ơ nhưng mà có vẻ như là ăn được này. Còn ba con đâu? Ôi trời ơi anh em ơi, quả kéo kẻ chỉ của con Wing Ranger làm phát cho chết toi con này một lết. Ô ảo nhở, ảo đám ảo thế lại. Ôi rồi hay quá, cắt luôn chuỗi thằng kia luôn. Cái thằng mà sợ nhất thì bị cắt chuỗi rồi, thế thì ngon rồi. Có lên là ghép đồ luôn không nhở? Ghép đồ luôn không? Chuyện này có mết ấy, nó không dám ghép luôn. Có BKB, phải có BKB nhưng mà lại phải có cả cấm đánh nữa. Nói chung là cái chuyện này là cần khá nhiều đồ. Đấy, có mết nhá, có glide. Có khi nào mà bây giờ tôi không lấy đồ mà tôi giữ được cái chuỗi này đến round 20 không nhở anh em nhở? Tôi nghĩ là khó đấy, khó đấy, chắc phải chốt đồ thôi. Lấy cái gì để đánh được chuỗi luôn. Lấy một cái giáp băng thì sao? Giáp băng cho Siren. Hóa đá sớm. Ok. Ui gặp Assassin luôn ạ, thì mất mẹ chuỗi luôn. Cày đấy nhở. Bớ lại bớ vào con súng cầm đồ đầu tiên mới cay anh em ơi. Thế như này. Ơ nhưng mà chưa chắc thua đâu nhá. Ơ chưa chắc thua đâu nhá. Chưa chắc thua đâu nhá. Úi giời ơi. Ui hay thế, còn gấu nó gánh anh em ạ. Gấu con gánh. Ui tí chết anh em ơi. Ui cái thằng kia, cái thằng Assassin nó xả hết tiền. Nó xả hết tiền, nó cắt chuỗi tôi cả. Mà nó đéo cắt được. Ngon. Qua được hai cái ải khó nhất rồi. Ui anh em, quả cảm giác nó bớ con súng hết hồn. Bay xuống bớ ngay con súng chết đầu tiên ạ. Cầm đồ chết đầu tiên, thế vẫn ăn được. Ảo thật sự. Hunter này cũng mạnh đầu game ấy chứ. Mà cái quả đấy mà tôi không lấy cái giáp băng này có khi là tôi tèo đấy anh em ạ. May lấy cái giáp băng sớm là cái con Siren của tôi nó mới hóa đá được cái quả đấy là mới sống rồi đấy. Còn không hóa đá được là chết rồi. Đấy, may, cũng may. Quả quyết định nó phải nói là không thể nào mà có thể chính xác hơn. Ui, chuyện này cũng có Hunter à? Trùng bộ rồi, nhưng mà thằng này hình như là chơi Hunter Exit thì phải. Không sao, bây giờ tôi vẫn ăn được. Tầm này 3 Hunter thì chưa có cửa đánh được đâu. 3 Hunter, 6 Exit ở level 7 à? Thoải mái, cái tầm này tôi vẫn ăn được. Được đấy. Rồi rồi nói. Rồi đây rồi, Skull Hunter đủ 9 chưa? 9 Hunter đủ rồi đấy. Đấy nhưng mà nếu mà chơi cái bộ này thì tôi nghĩ là chúng ta chơi ở 8 để roll cái co lên 3 sao đã anh em nhá. Chứ còn up 9 vội thì nó cũng không ngon đâu, toàn 1 sao thôi. Hunter thì lên 9 thì lên 9 là có 9 Hunter nhưng mà nó bị một cái là đam to nhưng mà lại không có tăng cơ. Cần phải 2 sao đã. Full 2 sao đã rồi mới tính cái chuyện up 9 được anh em ạ, à. Không dí lên 9 bộ đâu. Dí lên 9 phát là hết tiền luôn, là full 1 sao luôn đấy anh em. Cứ bình tĩnh. Đánh từ tốn thôi. Nó cái tầm này mất chuỗi cũng được rồi. Chuyện Hunter là xác định là nó chỉ đến round 20 thôi anh em ạ. Xác định là không sớm thì muộn thì chúng ta cũng sẽ mất cái chuỗi này thôi anh em nhá. Ui nhưng mà mất chuỗi ở round này á. Không. Súng bắn. Được quá. Ui may quá anh em ơi. Mẹ tí nữa thì hòa. Con rồng nó vẫn sống, nó hóa ra được hai con rồng. Mất chuỗi round nào nhưng mất chuỗi round này thì nó sớm quá anh em ơi. Roll nhẹ cái. Ui quá ổn. Được đấy. Ok. Đấy cứ full 2 sao là được rồi. Hôm nay sao súng cho lên 3 cũng được. Súng này. Súng rồi thì nhưng mà cái con cung đen của tôi nó vẫn coi như là 1 sao này. Cung đen chuyện này lại coi như tin đẻ rồi.
cung đen lên 2 sao. Con dài cá lên 2 sao nữa là full bộ 2 sao. Ok. Thôi nói chung là run ở 8 thôi. Ở 8. Bây giờ hiện tại là đang chơi là 7 Hunter đúng không? Tí nữa bỏ nhiệt ra. Ui đây rồi, giải cá đây rồi. Đây, tôi sẽ ghép cái hút máu trừ giáp đã. Hút máu trừ giáp đã anh em ạ. Ok, có BKB không? Thiếu cái BKB. Là có cầm đánh đấy. Nhưng mà thôi, cứ để dành đi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ bỏ giải cá ra đã. Bỏ giải cá ra cho nó đỡ vướng. Roll nó trùng với con giải cá, không cần con đấy 3 sao anh em ạ. Skull Hunter lên 2 sao cho thay vào con nhện. Cứ full 2 sao đã rồi tính. Ui mất chuỗi thằng này không? Không 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 không. Súng đứng rất xa để có thể bắn vào. Ok. Sợ thế nhở, 9m à. Ui đều rồi, đều rồi, đều rồi. Nhưng mà vẫn chưa có con Light Blade Light nào anh em ạ. Light Blade Light ra được đúng một con. Ra được đúng một con. Thôi lên 9 luôn, 9 Hunter luôn anh em. Lợi thế chỉ đến một lần. Không đến nhiều lần cho chúng ta đâu. Full 2 sao rồi lên 9 đánh luôn. Light Blade Light thì cứ đứng đấy. Đợi đấy. Tôi sẽ roll ở 9 nha anh em nhá. Roll ở 9 Light Blade Light. Con này thì buộc phải là đứng ở ngoài thôi, chứ còn cũng chịu. Bây giờ mà roll ở 8 là đội hình là nó yếu lắm. Đến cái lúc mà nó phải lên 9 để chơi 9 hăn rồi anh em ạ. Ok. Chúng ta có một con cung đen lên 2 sao có thể gánh được giai đoạn này. Rồi ok, thằng này thì ăn được. 9 hăn. 9 Hunter khỏe lắm nhá. 9 Hunter mà full 2 sao là ở trong cái giai đoạn mà 21 đến 25 là rất khỏe đấy nhá. Không yếu đâu. Đây rồi, Light Blade Light này. Rồi nhá, sao lại mua con này? Bán đi. Ok. Trứng này thì từ từ. Tôi có thể tôi sẽ đập cho con cung đen lên 3 sao trước. Đấy. Còn Light Blade Light thì cứ từ từ. Tôi cũng sẽ dừng lại để tôi roll ở level 9 thôi. Bao giờ mà 3 sao thì up 10 cho vào cũng được. Có một quyển sách này. Hay quá. Ở đâu ra vậy? Ở cái thằng vừa chết không biết chơi gì nhỉ? Chơi của Light hay là chơi Human gì đấy ra quyển sách. 9 feather, hay quá. Chuyện này đâu có sợ đâu. À đâu, thằng này chưa có 9 feather, chưa có 9 feather. Đây là vẫn chưa phải là 9 feather. Thiếu con Grim, quá đen cho đối thủ. Ui, một máu. Đen quá. Không có con Grim anh em ạ. Đấy, anh em chơi cái bộ Wizard là anh em cũng phải cẩn thận trong những trường hợp như này. Đấy là tất cả đều có nhưng mà thiếu mỗi con Grim, thế là không kích hoạt được. Chơi cái bộ rất là Sida, chơi những cái lineup khác ấy thì con Grim chóc ấy nó ra rất là dễ dàng. Nhưng mà cứ đến lúc mà chơi fake là coi như là thiếu. Thiếu con Grim, nếu làm gì luôn anh em, cay thật. Đùa. Bộ 9m fake hay là 9 feather fake. À đây có này. Nó có rồi, nó có rồi, nó có rồi. May nhá. May roll quả cuối ra con Grim còn sống đấy. Đây rồi. Fly này cũng đã full 2 sao rồi đây. Ui, Light Blade Light 2 tia, không ăn thua luôn. Kinh thật anh em, nhìn cái disable đó. Khống chế cực kỳ khỏe. Bộ 9 Hunter này đánh cho cái bộ Light này, meta này vẫn ok chứ. Đấm được bộ meta là nó gọi là ổn rồi. Đấy, trong khi đấy là bộ Light anh em cũng thấy nhá, là nó có đủ bộ. Ở level 8 rồi, 6 Light kết hợp với cả 2 Warlock và 2 Aegis Seed là có đủ rồi đấy. Có chấn phái cho Light Blade Light 2 tia, không ăn được bộ này. Nói chung là cái tầm này 9 Hunter nó vẫn cứ là vô địch thôi anh em ạ. À, chơi gì đây? Chơi cái đéo nhỉ?
À không, thằng này là nó bị out. Nó bị out thì phải. Tiền một đống tiền luôn nhá. Bây giờ mới xả tiền. Chắc là bị out. Ui ôi, triệu ma pháp ạ. Đồ khéo quá nhở. Chứ lại chơi Hunter mà đồ khéo quá. Thôi mảnh linh hồn đó. Ghép được cái chiến thánh nữa này. Được cái chiến thánh. Rồi, mua súng này. Ok. 50 tiền roll thôi anh em ạ. 50 tiền roll thôi. Ghép được cái chiến thánh luôn. BKB thì vẫn còn slot anh em nhá. BKB với cả cấm đánh nó vẫn còn ở đây. Để dành. Tí nữa chơi. Nhưng mà round tiếp theo là gặp Assassin đấy. Có lên là ghép cái cầm đánh luôn không nhở? Gặp Assassin hơi toang. Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn ghép cái cấm đánh sớm. Thôi chúng ta đổi vị trí thôi. Đổi vị trí thôi. Khép vào đây. Bảo vệ con cung đen. Bảo vệ con con thôi là được. Đấy, ui dồi ôi, mày đấy. Tỉnh. Ui mà úp lồng mà đúng rồi. Con cung đen của tôi mất chuỗi rồi. Úp lồng đúng vị trí luôn. Ơ chưa chắc. Ồ, chưa chắc. Bắn chết được ốc luôn. Quá. Rồi. Được của nó. Anh em thấy được không? Tôi nghĩ là anh em cũng sẽ có những cái suy nghĩ ở trong đầu là cái round vừa rồi. Ảo ma Calada. Đúng vậy, rất ảo. Rồi, lại để con cung đen ở vị trí cũ thôi anh em ạ. Xong rồi. Lấy ganh là thành công anh em nhá. Nói chung là nếu mà chúng ta tính toán được đúng cái vị trí và cái round ấy mà chúng ta gặp được cái những cái con cao tơ ấy, lé được ganh kinh lắm anh em. Chuối vẫn giữ được luôn. Ảo lòi đúng không anh em? Khổ. Queen top server nó phải khác chứ anh em. Anh em thấy có khác biệt không? Khác biệt đấy. Khác biệt đấy anh em ạ. Rồi bây giờ thì xem nào. Bây giờ chúng ta làm gì? Tôi nghĩ là vẫn ở 9 roll thôi. Vẫn ở 9 roll thôi. Giờ còn 9 phe giờ này. 9 phe giờ hú hồn cái thằng 9 phe giờ kia. Một máu luôn ra là con Grim. Thế là dễ chết được. Dễ chết được. Nhưng mà vẫn đang coi như là kiếm mấy con sắt đào killer lên 3 sao đấy. Chưa ra. Hết tiền rồi. Zone sạch tiền không ra được sắt đào killer 3 sao thì cũng xuống hố thôi. Ui thôi chết mẹ ơi. Clive giờ nó căng rồi anh em ơi. Căng thế nhờ. Lên 10 rồi. Khỏe rồi anh em ạ. Ôi mẹ vừa mới gáy rao trước xong rao này mất chuối mẹ luôn. Cay thật. Đùa. Thật sự là như thế luôn. Ủa hai trứng này. Từ từ nhá. Có lên đập trứng cho cung đen không nhỉ? Từ từ roll cái lửa đây anh em ạ. Rồi thôi đập trứng luôn đi. Cứ bình tĩnh. Còn nhiều máu mà. Bây giờ nói chung ấy là xác định là chuỗi thì thế nào mất. Làm gì mà giữ được chuỗi mãi được anh em. Giữ đến chuỗi đến round thứ 27 đấy. Thế là quá căng rồi đấy. Bình thường là tôi cũng chỉ mong muốn là đến 20 là mất chuỗi thôi. Đây chuyện này giữ đến tận 27. Anh em biết là đấy nó là quá thành công rồi. Và bây giờ cái tầm này thì bây giờ chúng ta giữ máu nha anh em nhá. Thay vì giữ chuỗi thì bây giờ nó là cái giai đoạn giữ máu. Sẽ bị nhiều thằng nó bắt lạt. Đấy, chắc chắn là sẽ bị nhiều thằng bắt lạt. Trong đấy là có cái thằng này. Nó lên được cái con cung đen 3 ở trong bộ 6 Aegis. 6 Aegis, 6 Hunter. Ơi, vẫn ăn được này. Ô, ăn được không? Ui, không được, không được. Ui, hòa. Thế được rồi. Hòa được rồi, không cần thắng. Giữ máu mà. Tầm này là giữ máu thôi anh em ạ. Rồi, đây. Rung tiếp. Ui, nhiều quá nhỏ. Rung cái nữa. Thôi chết rồi anh em ơi, phải roll tiếp thôi. Này không được. Đây rồi. Thôi nha, từ từ đập trứng đã, đập trứng live deadline đã. Con này là con lên 3 sao nên là tôi đã đập trứng luôn. Tôi xác định tôi roll ở 9 mà, nên là anh em yên tâm là kể cả là cung đen hay súng hay là con live deadline đều sẽ là những cái con mà chúng ta sẽ phải up lên thôi. Đấy, không vấn đề gì hết nha anh em nhá. Sẽ roll đến khi nào lên 3 sao. Nên là cứ từ từ. Cứ phải có slot và giữ 50 đô. 50 đô roll. Không nói nhiều. Đấy, còn nếu mà chúng ta khô máu ấy, chúng ta roll hết tiền để lên được live blade 3 sao ấy, thì nó sẽ bị một cái trường hợp đấy là không có tiền để up lên 10 để kẹp cái con đấy vào. Anh em hiểu không? Chính vì thế là tôi cứ từ tốn thôi, chơi ở level 9 kẹp 9 Hunter là được rồi. Ok.
Đấy, round trước mày ăn tao đúng không? Round này mày có ăn lùi không? Round này mày có ăn được không? Vẫn ăn được. Chưa, cứ đợi đấy, cứ đợi đấy bạn ơi. Bạn cứ up lên 10 sớm đi nhá. Thằng này chơi đẩy cấp anh em ạ, nó sẽ là 11 đấy. 6 Glacier, 6 Glide ở level 11. Và tôi sẽ là chơi Rune 3 sao. Rồi để xem là 3 sao mạnh hơn hay là 11 mạnh hơn anh em nhá. Đấy, 3 sao đánh ở level 10 thôi. Chấp nó đẩy cấp sớm lên 11. Đẩy cấp sớm lên 11 thì chơi ấy gì? Chơi 6 Glacier, 6 Glide thì ok. Chưa chắc đã là bao nhiêu là vô địch được đâu anh em ạ. Đấy. Mặc dù là nó cũng có cơ hội lên được con Light Bloodline lên 3 sao thôi nhá. Đấy, nó nếu mà nó roll được 8 ấy, có thể đấy nhá. Nó cũng có hai con 2 sao rồi. Tôi thì tôi roll được 9 thôi, để tôi giữ máu thôi. Tôi không roll được 8. Đấy, nhưng mà tôi cũng đang cầm của nó là 6 con này. Nên là chắc là nó nhìn thấy tôi là cầm của nó 6 con Light Bloodline rồi. Nên là nó nhường tôi đấy. Nó không roll nữa mà nó up cấp luôn. Nó chơi bằng con ca lông. Nó chơi co bằng ca lông hay nó chơi co bằng rồng đấy. Đây rồi, ba tia chuyển phái anh em ơi. Chắc chắn rồi. Rồi, ba tia này sẽ giúp tôi giữ máu nhiều hơn. Ok. Rồi, cứ bình tĩnh. Đây. Light Bloodline thiếu hai con nữa. Đấy, súng hai con nữa. Cung đen ba con nữa. Ok, cứ roll ở đây thôi anh em nhá. Cứ 50 đô roll. Còn rất nhiều máu, còn rất nhiều máu, thoải mái. Đấy, trong khi đó là chúng ta ở trận đấu này có Assassin sắp chết rồi. Không sợ, không sợ. Chỉ sợ là Assassin thôi mà Assassin sắp chết rồi, đúng không? Đấy, còn thằng Hunter Exorcist thì sao? Hunter Exorcist thì nói chung ấy là nó chỉ là kèo hòa thôi anh em ạ. Kèo hòa thôi. Không sợ mà Hunter Exorcist làm đâu. Đây, gặp Hunter Exorcist này. Hunter Exorcist thì nó có cái thời gian, nó câu kéo thời gian. Nhưng mà đấy, khi mà nó bị đóng đá này thì nói chung ấy là tôi vẫn có thể bắn được. Đấy, mà khi mà đóng đá hết thì đến lượt nó đóng đá. Đấy, nó kèo hòa thôi anh em ạ. Đấy, còn nếu mà không hòa ấy, thì nó cũng chỉ lọt một con. Đấy, anh em thấy không? Đấy, kèo hòa này. Đấy, ui, không hòa đâu bạn ơi. Ăn đấy. Vẫn ăn đấy, anh em thấy không? Rồi. Ui, thằng Assassin chết rồi. Ui, có cấm đánh luôn, hay quá bạn ơi. Cảm ơn nhá. Rồi, roll tiếp thôi anh em ạ. Tôi vẫn quyết định roll ở đây. Trong lúc roll này này, chúng ta sẽ có nhiều thời gian roll để ra con Tsunami. Đấy, ra Tsunami thay thỏ vào nó xong. Ok. Có rất nhiều thời gian để chúng ta có thể là roll nhiều, kiếm Tsunami. Chính ra như là map 10 kiếm Tsunami ấy, chúng ta hết tiền, chúng ta không có nhiều cái lần roll thì chúng ta cái cơ hội ra ấy, có khi nó còn thấp hơn cơ anh em ạ, mặc dù tăng tỷ lệ lên đấy. Nhưng mà tăng tỷ lệ lên như thế nhưng mà mất bao nhiêu cái roll, đúng không? Ok. Lần này thì tao có thể ăn được mày không? Ồ, 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 vớ vẩn ăn được này. Vớ vẩn ăn được này. Mà cái thằng này nó lên được 11 rồi anh em ạ. Lên được 11 rồi, lên được 11 rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa bỏ 6 Glacier vào. Khó đấy. Ui. Cái gì kìa? Cái thằng 6 Exorcist nó ăn được chuỗi của cái thằng Clay á. Bãi đái vậy. Từ từ nhá. Bình tĩnh. Chúng ta bây giờ chúng ta yếu thì là đương nhiên rồi, bởi vì là chưa lên được 10, chưa đủ bộ, chưa đủ bộ anh em ạ. Bộ này là phải lên ra được Tsunami cơ thì nó mới gọi là mắc binh được. Nếu mà đánh ở 9 ấy là phải ra Tsunami, còn nếu mà đủ bộ lên 10 kẹp cái con Light Bloodline vào thì lúc đấy thì mới có thể là chiến được với những cái thằng kia. Nhưng mà có vẻ như thằng Exorcist nó lên được con cung đen 3 sớm khỏe phết đấy. Nó bắt đầu đi đấm từng thằng một rồi. Càng đấy. Cái thằng Clay thì nó cũng đủ bộ rồi. Thằng Clay nó đủ bộ. Được không? Được không? Được không? Được không? Khống chế tốt là ăn. Khống chế tốt là ăn. Được. Ui anh em ơi, tôi ăn được thằng này rồi. Tôi vẫn ăn được thằng này cơ. Bây giờ nó sẽ là kiệt ba chân. Tôi thì tôi bị thua thằng Clay, nhưng mà tôi ăn được thằng Exorcist. Thằng Exorcist ăn được tôi. À, ăn được thằng Clay nhưng mà lại thua tôi. Đấy, đấy như thế cơ. Rồi. Rồi, rốn tiếp rồi. Đây là ui trứng ai, thiếu một con. Một con Light Bloodline nữa. Cung đen à? Cung đen không? Không, không đập trứng cho cung đen anh em nhá. Light Bloodline luôn. Đây là ui anh em ơi. Lên 10 nha anh em nhá. Nhưng mà có đủ không nhỉ? Tính xem nào. 38 chia cho 4 lẻ 2 9 lần, ấn 9 lần 9 36. Ui đủ anh em ơi. Ui đủ.
lẻ 2 thôi. Hay quá. Vừa đủ tiền up cấp 10 luôn anh em ơi. Hay quá. Mẹ dồn đồ hết cho live bloodline còn kịp. Rồi bây giờ gặp lại cái thằng Clyde này. Bây giờ mới ăn hộ tao cái. Rồi ôi anh em ơi, chấp cả coi như là 11 con 6 Glacier 6 Clyde anh em nhá. Ui trời ơi anh em nhìn kìa. Anh em thấy chưa? Anh em thấy cái sức mạnh của cái bộ này chưa? Tôi nói rồi mà, cái bộ này tôi đam mê lắm. Anh em biết cái sức mạnh tôi đã phân tích bao lần rồi. Là cái bộ này này, cái con Live Bloodline ấy, lúc mà nó clear, nó sẽ clear hết đối thủ. Đấy, chỉ để cho một cái con cuối cùng nó sống sót là con co thôi. Mà anh em biết là đến lúc mà chỉ còn một con sống sót ấy, mà nó phải đánh với cả 10 con đây này, thì 10 con này nó có khả năng là đẩy, đúng không? Nó bắn, nó đẩy đằng sau, nó không chế. Mà cái tỷ lệ mà 10 con nó dồn vào một con ấy, nó kinh lắm. Nên là cái con co không bao giờ nhấc tay lên được đâu anh em ạ. Cái bộ này vãi đài luôn. Tôi phải nói thật với anh em là từ lúc mà tôi biết cái bộ này, mà khi mà tôi chơi, tôi gặp đối thủ ấy, đối thủ chơi bộ này xong rồi tôi biết được cái bộ này là tôi đam mê luôn. Đánh toàn là coi như là có một cái đợt sờ farm đến chục trận này để leo rank queen cơ anh em ạ. Ở rank queen ấy, thực ra là cái lúc đấy thì không phải là leo rank queen, mà lúc đấy là cái lúc mà nó rank queen rồi đấy, mà tôi chơi là tôi đánh ở rank queen, tôi leo top server. Lấy cái gì đây nhở? À, lấy cái tốc đánh, đúng rồi. Lấy tốc đánh không? Có búa xét thì ngon, nhưng mà thôi không có búa xét cũng được. Hai con thôi, dồn đồ cho hai con thôi anh em ạ. Cái con Live Bloodline nó có đồ rồi thì chúng ta lại dồn tiếp sang cho con cung đen. Đấy, cung đen còn một con nữa thôi là cũng lên 3 sao rồi. Súng thì còn hai con nữa. Trận này khả năng là sẽ có 3 con đấy nó lên được 3 sao. Ngoài ra có thể có Skull Hunter nữa. Bây giờ lên 10 thoải mái rồi anh em ơi. Cái tầm này thì không thể mất máu ở đâu anh em ạ. Gặp thằng này có chết không? Bị cấm đánh. Bị cấm đánh anh em ạ. Ôi, khả năng thua thằng này, khả năng Live Bloodline vẫn sống. Nhưng mà thua. Ô thế vô lý nhở. Hòa. Ừ, không thua, gặp thằng này hòa thôi. Hơi vô lý một tí bởi vì vừa nãy rõ ràng là tôi cũng là có 9 con mà tôi vẫn ăn được nó, mà bây giờ tôi lên 10 con tôi lại thua. Nó là do vị trí của quân cờ đấy anh em ạ. Nó mới quyết định được cái thắng thua ở vị trí của quân cờ. Tôi sẽ đổi vị trí một chút. Đổi con rồng sang phía bên này. Con này vào giữa đi, con này cho vào giữa. Ok. Như này sẽ ăn được. Đổi vị trí một chút thôi anh em ạ. Vị trí Live Bloodline thì là chuẩn rồi, nhưng mà vị trí những cái con ở phía trên ấy nó có cũng nó liên quan lắm. Nên là nhiều khi là vị trí nó chỉ cần lệch một ô thôi là nó cũng liên quan đến cái kết quả trận đấu. Ấy anh em thấy không? Anh em thấy không? Chuẩn chưa? Cái vị trí quan trọng lắm anh em ạ. Thằng Clyde kìa anh em kìa. 6 Glacier, 6 Clyde level 11 bị tôi đẩy cho 19 máu ạ. 19 máu đấy anh em ạ. Mẹ. Anh em cứ bảo cái bộ Clyde tối thượng là 6 Clyde với 6 Glacier ở level 11 đi, nhưng mà nó chỉ tối thượng khi mà chơi ở level 9 ấy mà, à level 8 luôn được Live Bloodline lên 3 sao thì nó mới tối thượng thôi. Đấy. À đâu, thằng này nó vẫn chưa có đủ 6 Glacier. Thiếu một con. Thiếu một con Glacier anh em ạ. Thiếu một con, mặc dù là ra được Lancer rồi nhưng mà vẫn thiếu một con Glacier. Thiếu con đéo ấy nhở. Đi Vlector à? Thiếu đi Vlector anh em ơi. Up 10 không tìm được ra con 1 sao. Chết rất là cay đắng luôn. Up 10, up 11 sớm nếu tìm ra được con 1 sao anh em ơi. Cay. Ok. Ủa. Đồ ngon quá nhở. Rồi, mặc dù là không có cấp điên nhưng mà không sao. Búa xét này. Hay quá. Rồi. Hai tia nữa này, ghép được thêm một cái hai tia nữa. Được lấy luôn anh em ạ. Hay quá. Vẫn ăn, vẫn ăn. Tôi nghĩ là vẫn ăn thôi. Ôi chết rồi, con đấy cũng bị hóa đá. Live Bloodline bị hóa đá với cay. Thua rồi. Từ từ nhá, chuyển vị trí.
bây giờ nó là cái vị trí của Live Bloodline nó bị sai. Tí nữa phải chuyển. Vị trí Live Bloodline bây giờ nó lại không phải đứng ở đây nữa. Tí nữa tôi sẽ chuyển nha anh em nhá. Chính vì cái vị trí của Live Bloodline nó đang bị sai nên là nó mới bị thua đấy. Chỉ cần chuyển vị trí thôi là chúng ta sẽ thắng. Đồ này tôi nghĩ là cái cấm đánh 2 nó sẽ là một cái món đồ mà quan trọng ở cái giai đoạn này. Hy vọng là sẽ có được cái cấm đánh 2 trong cái round này. Ok. Đao quỷ này. Chết rồi. Hai tia. Cấm điên này, quên mất không ấy. Đây rồi. Cấm đánh 2 là bố set nhỉ. Cấm đánh 2 quan trọng đấy anh em ạ. Cấm đánh 2 thôi. Không không không, bố set cái gì tầm này nữa. Cấm đánh 2. Bây giờ là phải có cái cấm đánh để triệt tiêu cái con cung đen của đối thủ. Phế con cung đen của đối thủ đã anh em ạ. Cái món đồ còn lại này chưa biết ghép cái gì anh em ạ. Từ từ đã. Roll cái nào. Từ từ nhá. Bây giờ tôi lại muốn là cái con này nó cũng lên 3 sao. Thêm khống chế. Cái giáp này vứt tạm cho con cung đen đã. Ôi trời chết rồi. Quên mất. Không kịp đổi vị trí con Live Bloodline. Đây Bloodline đứng đây thì vẫn tèo à. Rao này thua. Live Bloodline phải đứng ở cái góc bên kia anh em ạ. Ui này mất nhiều máu ấy nhỉ. Không ổn, 14 máu. Rồi cho luôn mạnh cái nhá. Kiếm súng 3 nào. Kiếm súng 3, Skull Hunter 3 sao. Cung đen 3 sao. Một con nữa. Một con nữa thôi. Ui đời ơi, hay quá. Ui. Còn một con nữa thôi, lốt đi. Đây rồi, hay quá. Còn một con súng nữa. Một con súng nữa thôi anh em ạ. Rồi. Từ từ nha, BKB. Chắc chắn phải có rồi. Từ đã chuyển sang đây, chuyển đây. Ok. Bây giờ mày ăn hộ tao cái. Con cung đen nó lên 3 sao, nó bị cấm đánh anh em ơi. Bây giờ Live Bloodline thoải mái bắn rồi. Hay quá. Mẹ đam một cung đen to hơn đam một Live Bloodline anh em ạ. Ok, bây giờ cấm đánh của bạn nó bị phế luôn. Thằng này nó cũng có cấm đánh 2 anh em ạ. Nó cấm đánh 2 của nó bây giờ cấm đánh con cung đen. Ui rồi anh em ơi, tôi lên được con súng 3 nữa rồi. Thôi xong rồi. Cái tầm này thì bây giờ là cái con Live Bloodline của tôi nó thoải mái nó bắn rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Rồi. Tuyệt vời. Chiến thắng đến nơi rồi. Dây cuối đổi vị trí của con Live Bloodline thôi anh em. Đề phòng trường hợp mà nó bắt cái con Live Bloodline. Ok. Hay quá. Ui rồi anh em ơi. Ui rồi. Ui kinh đấy, cũng kinh đấy. Nhưng mà làm sao bạn ơi. Ồ, tớ vẫn còn một con. Ui, một máu à. Một máu nào ngay thì cũng sẽ đi thôi anh em ạ. Ok. Rồi nói chung là bây giờ thủ tục rồi, full rồi. Full 3 sao rồi. Ui Tetsulami này, thế thì xong rồi bạn ơi. Mẹ hai khống chế thì bạn đỡ nào được. Lấy một cái khống chế thôi, bây giờ hai khống chế anh em ạ. Rồi xong rồi. Trận đấu ở đây nó sẽ là kết thúc anh em nhá. Chắc chắn là ăn rồi. Không nói nhiều. Đấy. Exit thì nó có bất tử và tôi thì clear rất mạnh, clear rất nhanh. Ok, ồ. Xong chưa? Tỉnh dậy thì là cũng là lúc chết hết anh em ạ. Đấy, chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn mấy cái dây bất tử thôi. Bắn được con nào thì bắn. Ồ. Ui giời. Anh em thấy chưa? À mà tôi nhớ là trước đây có bà anh em bảo là cái bộ 6 Eager Seed ý, kết hợp với 6 Hunter là ăn được cái bộ này. Ăn làm sao được? Ăn kiểu gì anh em? Không ăn được đâu. Bộ này nó bá lắm. Tôi chơi nhiều tôi biết mà. Đấy, nếu anh em vẫn còn chưa coi như là chơi cái bộ này thì anh em có thể thử nhá. Còn các anh em mà chơi bộ này rồi thì tôi nghĩ là cũng không khác gì tôi đâu. Đam mê ngay anh em ạ. À. Gây nghiện cực mạnh luôn. Một trong những cái bộ mà cái thời điểm hiện tại là tôi rất thích ấy. Cái bộ 9 Hunter tôi đã thích rồi. Kẹp con này của Bloodline tôi lại phải gọi nó là đam mê. Chứ không còn là thích nữa. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu anh em muốn xem cái cách xây dựng chuẩn bài của Tuấn Cơm chơi cái bộ 9 Assassin
kẹp con súng làm co anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ 9 Hunter kẹp Light Bloodline một trận đấu khác, xem cái diễn biến của trận đấu đấy và cái sức mạnh của cái bộ này nó mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của bộ video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.